Tương ớt Chin Su, bạn món ngon bùng vị. Thưa quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nhãn hàng tương ớt Chin Su và món ngon bùng vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin giới thiệu quý vị những nghệ sĩ làm nên chương trình này: cô gái xinh đẹp Harry Won. Thưa quý vị, xin giới thiệu Quang Trung. Xin giới thiệu Chú Phạm. Thưa quý vị, Hồ Quang Hiếu. Đây chào đón Quý Ca. Xin giới thiệu BB Trần. Xin giới thiệu Quân Lập. Lẹ bà ơi, lẹ. Tao tới giờ quay tới nơi rồi, lẹ. Quân Lập và Lâm Mỹ Dạ. Trời ơi, từ từ té bà ngoại. Ủa, chưa giới thiệu mà. Chưa giới thiệu mà. Bất chấp rồi anh ơi. Bất chấp luôn. Lê Dương Bảo Lâm. Hôm nay là Huỳnh Lập là mặc bộ đồ nông dân khăn rằng miền Tây, thì em có đề xuất gì không? Dạ có đề xuất chứ. Đề xuất gì em nào? Em làm cái gì không có ý đồ của em, và đây là nguồn cảm hứng. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Có đó nha. Trời ơi. Ủa làm nhanh không hát vậy? Anh hát mà hát đúng chủ đề. Ủa em cũng hát đúng chủ đề của em mà. Có khác lại. Em không biết tại sao lại phải cãi lộn. Không có lý do gì để cãi luôn á. Cái chai nước là để uống mà đem chọi người ta. Trời ơi. Ủa bà ngoại nữa. Làm tiếp lại coi không được rồi. Thôi bây giờ chúng ta phải chỉnh tề để chào đón khách mời hôm nay khủng khiếp lắm. Chiêu trò rồi luồn lách ghê lắm. Em tưởng là những con người đã ở đây hết rồi mà. Đúng rồi. Vẫn còn sót lại sao? Còn sót lại ngoài nhân gian hai người. Xin giới thiệu đến các bạn và xin giới thiệu đến quý vị hai nhân vật đó chính là Ngọc Thảo và em Ly. Wow. Chào mọi người. Đẹp quá. Đây, xin mời. Em đứng ở trong em nghe anh giới thiệu em ghê quá, trong khi mấy anh chị trong nghề biết em rất hiền đúng không ạ? Đúng, rất hiền. Đó, thấy chưa, anh thấy chưa? Em cũng vậy. Em đi có thể hiền nhưng mà Ngọc Thảo không có hiền đâu nha. Hả? Ngọc Thảo không có hiền. BB Trần là rất thân với Ngọc Thảo đúng không? Dạ. Dạ. Hãy nói một cái ưu điểm về Ngọc Thảo. Thì nãy em có nói đó anh, em có nhắc đó, hơi lương lẹo xíu thôi. Cái đó giờ thành ưu điểm luôn rồi hả? Rồi Harry Won, nói một khuyết điểm của em Ly. Khuyết điểm của em Ly là không có khuyết điểm. Trời ơi. Người nhà hả? Người nhà hả? Cùng phe vậy chị? Đẹp lắm mà hiền lắm, chưa bao giờ thấy nói xấu ai hết luôn á. Ủa em nói xấu sau lưng sao em biết đâu. Ok rồi thì em biết gọi là niềm tin chị em với nhau.
Vậy là không có nói xấu ai ngoài trừ chị thôi. Mày mày không có à? Không có. No. Rồi về luật chơi thì các bạn biết rồi, chương trình chúng ta sẽ chơi caro hàng ngang, hàng dọc hoặc là hàng chéo, ai sẽ lựa chơi trước? Em Ly ạ. Rồi em Ly chơi đầu tiên, thưa quý vị, vòng một xin được phép bắt đầu. Yeah. Em Ly, hãy chọn vị trí. Em chọn anh Jun Phạm. Jun Phạm. Câu hỏi dành cho Jun Phạm. Biểu tượng cái nút khởi động trên các thiết bị điện tử được kết hợp từ hai ký hiệu gì? À, ủa sao hôm nay chung cư mà mày trời ơi. Trời ơi. Cái nút bật lên. Đấy, như em đã thấy cái nút tròn đó, xin mời anh Giang quay ngược lại. Đây, bình thường là nó quay ngược lên, nhưng mà thật ra nếu mà đúng là nó phải quay ngược lại vậy đó em nha. Cái hình tròn đó là cái gì? Nó rất là đơn giản, mọi người nghĩ nó cứ phức tạp. Cái hình tròn đó là cái nút nha. Còn cái dấu gạch đó là cái ngón tay, giống như là ấn vô vậy thôi. À, bình thường em nhấn nút bằng cùi chỏ không à? Tại vì em bị kỳ. Ủa anh, vậy mấy cái nút khác không có cái dấu đó không được ấn vô hả? Lúc nào cái nút power cũng như vậy hết trơn. Nói chung em để ý đi, dù cho là cái quạt máy hay gì cũng vậy. Cái đó là biểu tượng. Biểu tượng của toàn thế giới, của toàn nhân loại. Tin hay không, đó chính là cái nút và ngón tay. Em tin. Tin. Wow. Dễ tin quá. Đúng là em của anh. Rất là ngoan và hiền. Không, tại vì câu này cũng đơn giản đúng không? Nhìn như là thấy rồi. Đây là một sự lựa chọn. Nếu chính xác thì mang về một dấu X cho mình. Không chính xác, mang về một dấu O cho Ngọc Thảo. Và lựa chọn của Emily là lựa chọn không chính xác. Thấy chưa, anh nói mà mở hàng vậy là chết người chơi rồi anh Jun. Đâu, anh nói đúng mà ta, đó là cái suy nghĩ của anh. Đáp án là số 1 và số 0. Những năm 1940, các kỹ sư đã sử dụng hệ nhị phân để hiển thị trên các công tắc, trong đó một nghĩa là bật và không nghĩa là tắt. Thì ra là vậy. Anh ơi, này, thế giới nó không có đơn giản như anh em mình nghĩ hết à. Nó phức tạp hơn đúng không? Anh cũng phức tạp hơn em nghĩ, không ngờ là em tin anh. Không ngờ là em tin anh. Một dấu O đã thuộc về Ngọc Thảo, xin chúc mừng. Xin lỗi bé yêu. Thưa anh, xông lên Thảo ạ, hãy chọn vị trí. Em chọn anh Lâm. Wow, hợp lý. Tên là anh. Loài động vật nào có con sinh ra chỉ nặng bằng 1/900 mẹ của nó? Một cá 900 hả? Con của em hả? Nó đẻ ra chiếc ép mình sợ lắm, nhưng mà gió vô cái đó nở nha. Vậy con như bánh bông lan vậy anh? Em nói giỡn thôi chứ em đã có câu trả lời rồi. Thảo hãy tin anh nha. Dạ. Đó chính là con ếch Alaska. Có một con nó lên tới 30kg luôn. Và khi nó đẻ, đẻ ra một cái chùm trứng, cái thột một cái, thột một cái. Trời là ơi. Nguyên cái chùm trứng nó mới văng ra ngoài. Thì một cái trứng nó rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ. Đó chính là loài ếch Alaska. Rất hợp lý, trên khuôn mặt rất vô lý. Em tin à? Dạ. Tin. Ếch mà 30kg lần hả? Đúng ếch, rồi. Ếch gì mà nặng dữ vậy? Con ếch, ếch nặng hơn người á anh. Bắt đầu em nghĩ là gấu trúc á. Xin lựa chọn của Ngọc Thảo là con ếch Alaska 30kg là sự lựa chọn không chính xác. Chị em mình dễ giải không? Đáp án chính xác là gấu trúc. Ôi vậy hả? Bắt đầu em nghĩ là gấu trúc á. Gấu trúc. Thông minh. Trời ơi, mình biết mà mình không có chứng kiến. Dễ tin người quá. Đi tin người. Một chú gấu trúc mới sinh có cân nặng khoảng 100g, chỉ bằng 1/900 cân nặng của gấu trúc mẹ. Món khoái khẩu của gấu trúc có hàm lượng dinh dưỡng rất thấp. Điều đó đồng nghĩa với một hệ thống trao đổi chất có tốc độ thấp. Con sinh ra rất nhẹ. Một dấu ít đã thuộc về Emily. Yeah. Emily có vẻ may mắn. Emily, hãy chọn. Mình có nhiều hướng, dọc, chéo, ngang. Em tin chị của em. Em chọn chị Harry White. Fan club của Lâm Vi Dạ có tên là gì? Wow. Hay quá vậy. Trời ơi. Làm sao biết được? Chị biết cái fan club của Dạ là những gì Dạ thích. Và Dạ rất là thích mặt trời, sun. Sun. Và rất là thích biển,
Si, Si, Si. Fan club của Lam Vy Dạ là Sơn Si. 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 Nghe nghe sang. Mình phải đọc chậm nè. Nếu mình đọc nhanh là Sơn Si, là Sơn Si. Dạ. Sơn Si. Dạ Sơn Si. Chứ phải là Sơn Si. Không, Sơn Si là cái nốt. Còn Sơn Si là cái fan look. Mà nó rất là vô tình nhưng mà nó rất là lại phù hợp. Phù hợp với giả. Là trời ơi, em tin hay không? Năm. Sơn Si nha. Tin. Tin. Với một nghệ sĩ hài như chị Lâm Vy Dạ thì em nghĩ chắc nó cũng hợp lý ạ. Rất là hợp lý, thiệt. Lựa chọn của em Ly là tin vào người chị thân thiết của mình. Lựa chọn của em Ly là lựa chọn không chính xác. Lắc đầu là không đúng rồi. Sai biết là không đúng. Là tại gì, vì là em gì? Biết là chị Lâm Vy Dạ hay bị cà khịa lắm. Chị Harry hay chọc chị thì Lâm Vy Dạ lắm nên nó không đúng thật. Trời ơi. Mẹ em ta đã lắc đầu muốn chết là không đúng rồi, không nghe lời ta. Em fan nào? Dạ. Chị em không thuộc đàn. Ai thắng hỗ trợ hỗ trợ. Dạ, hãy trả lời nào. Dạ, fan club của em có tên là Sun Flower. Wow. À, Hoa Hướng Dương. Hoa Hướng Dương. Hoa Hướng Dương, hướng về chân lý, hướng về lẽ phải, không bao giờ ăn gian. Vậy mà bà Harry mới nghĩ được chứ Sun Si cũng hay chứ bộ. Hay chứ bộ. Sun Si là chị Sun Si đó. Một dấu O đã thuộc về Ngọc Thảo. Yeah. Yeah. Yeah, trận đấu này hơi mệt nè. Bây giờ hãy chọn một vị trí đi nào. Em chọn Buka. Buka. Khi chọn được đối tượng kết hôn, chim cánh cụt đực sẽ tặng cho con chim cái thứ gì thay cho lời cầu hôn? Trời ơi. Hay gì ta? Tặng luôn hả? Đáp án của em là hộp xoàn ạ. What? Thật ra câu này quá dễ tại em là nghiên cứu về chim. Chim, tất cả các loài chim và kể cả chim cánh cụt. Ở đây tất cả mọi người ai cũng biết chim cánh cụt đúng không ạ? Con chim cánh cụt nó ăn gì mọi người biết không ạ? Ăn rác. Cá. Ăn rác. Cá. Mấy con cánh cụt hãy cho tôi rác, hãy cho tôi rác. Cái đó là chim cánh cụt ở Việt Nam. À. Còn chim cánh cụt ăn cá. À. Đúng không? Cho nên khi tỏ tình với một con chim cái thì chắc chắn con chim cánh cụt nó sẽ gấp một con cá lên ngay cái mỏm đá để nó tặng cho con cái. Cái đó là điều mà chắc chắn mọi người sẽ nghĩ, nhưng không. Con chim cánh cụt không tặng con cá mà tặng cục đá. Con chim cánh cụt sẽ ngậm trong miệng một cục sỏi đá lại ngay cái chỗ con chim cái, cái chỗ mà con chim cái mà nó thích đó, nó sẽ phun một cái cục sỏi đá vô trong đầu của con chim cái. Và chia đó tay nha, chia tay là nha. Lời cầu hôn của con chim cánh cụt. Thảo tin được không Cao? Trời ơi, đừng tin em ơi. Không tin luôn. Không tin. Không tin luôn. Cao. Cái đó là ném đá chứ cầu hôn gì. Con chim cánh cụt, mọi người nên nhớ, chim cánh cụt không phải là mình. Viên đá đó là cái viên kim cương đó. Cái hôn. Khó tin quá Cao. Rất là thật lòng luôn á. Nhưng mà không tin nổi. Không em tin. Em rất chị quá à. Giả chân à. Lựa chọn của Ngọc Thảo là không tin Buka là một lựa chọn không chính xác. Chim cánh cụt có một phong tục vô cùng lãng mạn, đó là khi tìm được bạn đời phù hợp, chim đực sẽ ngỏ lời cầu hôn với chim cái. Thay vì tốn tiền mua những cầu hôn như con người, chim đực sẽ nhặt một viên sỏi và tặng cho chim cái làm lễ vật cầu hôn. Trận đấu lại tiếp tục phức tạp. Một dấu ít nữa thuộc về em Ly. Hãy chọn vị trí. Chị dạ. Đây. Cơ quan nào béo nhất trong cơ thể con người? Trời ơi. Cái này rõ chị dạ đúng rồi. Bộ phận béo nhất trên cơ thể chúng ta đó là cái bụng. Bụng chúng ta rất là dễ bị tích mỡ. Cơ thể con người khi mà ăn nhiều vào, nó không mập tay, mập chân, mập mặt, nhưng mà nó mập bụng là cái mập đầu tiên. Tin hay không? Trả lời. Không tin. Đúng. Quát vô mặt bà ngoại. Không. Dám không tin bà ngoại. Tại vì em đang nghĩ tới mông thật. Bởi vì có nhiều người mông hai bên lận mà bụng có một cái, mông hai cái chắc mông. Đúng rồi. Thời đó giờ nghe người ta nói hút mỡ bụng chứ bao giờ đi hút mỡ mông không? Hả không, nhưng mà tại bụng xấu còn mông bự ra đẹp à? Rồi, lựa chọn của em Ly là không tin là bị dạ. Đây là một sự lựa chọn chính xác. Wow.
Hên thôi. Hên thôi. Đáp án là bộ não. Chúng tôi hỏi là cơ quan nào béo nhất, không phải hỏi là cơ quan nào nhiều mỡ nhất. Bộ não của người được coi là cơ quan béo nhất trong cơ thể con người. Khoảng 60% não bộ có chứa chất béo. Một dấu ý để thuộc về Emily. Yeah. Chúng ta không có này ăn may thật. Ngọc Thảo thân mến, dạ, hãy đến với hoàng tử tiện đưa. Em sẽ chọn. Dạ Hồ Quang Hiếu. Hết tường rồi. Bắt buộc phải chọn rồi. Câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu. Người Hàn Quốc dùng đậu gì để xua đuổi tà ma? Trời ơi. Quá dễ. Hỏi chị Harry là hỏi chị Harry đi. Hỏi anh Harry nè. Đậu phộng. Đậu que. Đậu Hà Lan á. Đậu bắp xào. Theo thấy đi qua bên Hàn Quốc hay qua ăn thì thấy nó xài đậu đỏ nhiều á. Đậu đỏ hả? Nhưng mà mình không biết là cái đó có phải dùng cho để xua đuổi tà ma. Nhưng mà đậu đỏ là màu đỏ nó hơn mà. Thì hay ăn chè bên đó thì thấy là nhiều anh rất là nhiều. Đậu đỏ là làm bánh nè. Đúng rồi, bánh. Hiếu nè, Hiếu trả lời là gì? Đậu đỏ. Đậu đỏ là Hiếu trả lời. Bây giờ hỏi Harry Won nè. Đáp án là đậu nâu. Chưa chín cũng là màu nâu và chín cũng màu nâu. Là màu đậu đỏ chị không chừng đậu đỏ. Vậy là màu là đậu đỏ à? Vậy là đậu đỏ đó. Trời ơi. Em nghĩ là đậu trắng á. Đậu trắng nó là cái màu của tinh khiết á, cái màu của sự tẩy rửa thanh sạch đó, người ta phải dùng đậu trắng. Hổ Hiếu chọn là đậu đỏ. Tin hay không Ngọc Thảo? Không dạ mình. Tin. Tin. Lựa chọn Ngọc Thảo là lựa chọn chính xác. Vào lễ đồng chí, người Hàn Quốc sẽ nấu cháo đậu đỏ. Tên tiếng Hàn là Hachuk. Khám xa mì tà. Để ăn và treo lên cây cối quanh nhà, người dân tin rằng đậu đỏ có sức mạnh xua đuổi tà ma. Ăn cái cháo Hachuk đó sau đó thì đeo là người ta hay xả, người ta cầm mấy cái đậu đó đó, người ta hay trùng giống như là đẩy gạo đó. Một dấu O đã thuộc về Ngọc Thảo, xin chúc mừng. Bây giờ sẽ đến lượt của Emily. Dạ, em chọn anh Huỳnh Lập. Huỳnh Lập, gói mì ăn liền đầu tiên trên thế giới có vị gì? Trời ơi. Dễ ẹt, quá dễ. Chắc chắn là vị tôm chua cay rồi. Người nông dân thì rất là cực khổ, cho nên là ăn rất là tiết kiệm. Cho nên là những thùng mì gói là một trong những cái món ăn rất là quen thuộc đối với người nông dân lam lũ. Vừa nhanh gọn lẹ để còn có thời gian đi ra ngoài để mà cày bừa cuốc đất để kiếm tiền nuôi cho gia đình sau này. Thì đây có một cái quá khứ lịch sử đàng hoàng luôn. Lúc đó là nhà còn nghèo dữ lắm. Nhà con đứa em kêu ra chợ mua gì ăn đi. Nhưng mà không biết nó đi đâu mà lâu quá, thì lâu mà mình đói nữa. Mình ở nhà chỉ biết hát là em ơi có nghe không tiếng gì. Lập ơi, đề nghị đi vào câu hỏi. Dạ, em ơi có nghe không hỡi em. Cái đó em không về luôn, nó đi đâu mất biệt. Thế là ở nhà mình tự tìm cách mình làm cái mì. Thì ở nhà mình là làm nông, làm vườn này nọ, nuôi thú. Bắt con gà ra, bỏ con gà vô, xay chung với bột ra. Cuối cùng cho ra một sợi mì, đó là mì gà. Không. Mì vị gà. Mèo rồi mà ăn được mèo gà. Ủa, người nông dân là nuôi gà, là bắt gà làm ăn bình thường. Tin hay không? 5, 4, 3, 2, 1, không tin. Trời ơi, thiệt tình luôn á, tôi nuôi gà mà. Tại vì thực sự là em cũng không nắm được lịch sử gì đâu. Nhưng mà mì tôm là cái đầu tiên em nghĩ tới mà. Không, mì trứng mới đúng chứ. Em nghĩ là mùi trứng chứ. Tại vì mì làm từ bột với trứng. Thưa quý vị, Emily không tin. Huỳnh Lập, sự lựa chọn của Emily là một sự lựa chọn không chính xác. Rồi. Có khi là người nông dân. Mùi gà thiệt hả? Mùi gà thiệt đúng hả? Mùi gà thiệt. Đáp án là mì vị gà. Vào những năm 1950, ông Ando, người phát minh ra mì gói, đã thành lập công ty và mì gói vị gà đầu tiên được bày bán. Một dấu O thuộc về Ngọc Thảo. Bây giờ mình hãy kết thúc trận đấu nào. Dạ, bi trường. Bi trường. Chúng ta về với nhau. Tên gọi địa danh Quy Nhơn ở tỉnh Bình Định có ý nghĩa gì? Trời ơi. Quy là ăn rùa. Cái câu này phải hỏi anh Hiếu chứ sao hỏi em trời. Quy Nhơn. Quy Nhơn. Quy là gì? Quy rùa. Là rùa. Nhơn. Con là người. Người. Trước khi có cái tên đó là người ta làm nghề bắt rùa, nuôi rùa, xưa hoặc bán những cái rùa này kia nó dạ ở ngoài biển á. Cho nên là người ta mới lấy cái tên đó ghép lại thành chữ là Quy Nhơn. Là người đó. người nuôi rùa á anh. Ngọc Thảo tin hay không? Quy rùa là em tin nè, chữ Nhơn thì em không tin. Nhơn là nhân á. Đáng lẽ là nhân á. Nhưng mà ngày xưa người ta đọc thành Nhơn. Đáp án của BB Trần là nói về những người buôn bán rùa ngày xưa. Em thì tin hay không? Thiệt chứ. Không tin. Không trời tin. Trời ơi, thiệt á. Cái chữ Nhơn là chữ Nhơn đó. Bây giờ người ta hay nghe mấy ông bà già nó mày bất nhơn lắm nha. Đó. Là chữ Nhơn á. Bây giờ nếu như thắng
thì không còn gì để nói. Còn nếu như không thắng ở câu này thì cái dấu ít đó thuộc về em Ly, tức là tỷ số đang cân bằng, và câu cuối cùng Quang Trung sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Cuối cùng luôn. Trời ơi, chơi gây cấn vậy trời. Quan trọng quá nè. Wow, hy vọng là em sẽ được làm nghề. Lựa chọn của Ngọc Thảo là lựa chọn cảm thấy sai sai đúng không? Nhưng nó chính xác rồi. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Đáp án là mong muốn quy tụ những người hiện tài nhân nghĩa. À, Nhân vẫn là người luôn. Nhân là người đó. Nghĩa là quy tụ. Cổng thông tin điện tử thành phố Quy Nhơn cho biết địa danh Quy Nhơn có từ khi chúa Nguyễn Hoàng đổi tên phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn vào năm 1602. Tên gọi Quy Nhơn có ý nghĩa mong muốn quy tụ về đây những con người hiện tài nhân nghĩa. Hay quá. Người chiến thắng là Ngọc Thảo. Và em Ly sẽ dừng lại với phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Ngọc Thảo sẽ bước tiếp vào trong để đấu một người nữa. Thưa quý vị, trận đấu đó sẽ diễn ra sau khi chúng ta nghỉ giải lao. Ở vòng 2, cặp đấu tiếp theo đó chính là Hồng Thanh và Mi E. Cái gì mà đưa đón tận nơi vậy? Trời gì vậy? Bài hát mà ca sĩ Phương Vi đã từng hát. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Em sợ. Hồng Thanh thì mọi người đã biết rồi, còn em gái mình có thể giới thiệu một tí nào? Dạ, chào mọi người, chào mấy anh chị. Em là Mie, em là DJ ạ. À. DJ. DJ à? DJ mà mặc đồ rất là công chúa. Em có thể chơi một bài được không ạ? Không có đĩa, không chà được. Em chà được hết trên mọi mặt trận. Nhạc. Nhạc nữa hả? Nhạc. Tự trà ra nhạc chứ. Hôm nay em mặc đồ nó hơi bánh bèo nên không chơi được. Muốn gì là gì vậy? Chán thiệt chứ. Thôi, bữa nay là người ta chơi, thấy không? Ai thắng cũng được. Hết thú vị rồi. Hết thú vị rồi. Không có, không có, không có. Em xin đứng chính là tài khoản ngân hàng vẫn mỗi đứa xài một thẻ. Nhưng mà cũng về chung. Nhưng mà thẻ đó ai xài? Đó, hay không? Vẫn bên kia xài hết. Sao tay rung vậy? Là hai bạn là một cặp đúng không? Dạ. Dạ, tụi em chơi chung một cặp. What? Không có gì để nói cho khán giả biết luôn. Không có, dạ tụi em chơi chung một cặp luôn á, là em đấu với Mia. Không, anh nói về tình cảm á, couple á. Dạ, tụi em ở ngoài hay làm chung một cặp với nhau. Đàn ông mà không dám sao nhận. Rồi, sao rồi lập thở dài. Sao á, yêu đương á, mà không ra. Dám nhận nha. Ủa, có nói gì Bu? Ủa, em nói gì á? Nói gì vậy? Em nói ca ơi. Chị dám nhận không? Chị dám nhận em cũng là người không dám nhận đó. Ai nói được chứ em không được nói nha Bu ca. Có nói gì cho người ta nói mình hết á. Nói cho Bu ca. Em có yêu đâu mọi người. Ý em nói là hai người này yêu đương thấy công khai trên mạng mà không dám nhận là sao? Là sao? Gì giận nữa quạo. Đứng nhìn tôi nữa. Đứng là quạo. Chị nói là mọi người chọc chị với Jin Tấn Kiệt nữa, em không đỏ nổi đâu. Đỏ nổi đâu. Trời ơi. Em nói chị bao nhiêu lần rồi, đừng có nhắc gì về chuyện tình cảm người khác hết. Người ta nói mình hiểu không? Không mà. Kệ đi. Trời, rất là thương Buka, áp lực. Chia tay rồi. À. Chia tay rồi. Thôi. Con cắt đi cho Buka khóc đi à. Buka. Rồi nó khóc kìa, nó hoạt hình nè. Trời ơi. Khóc gì ngoài hình quá trời. Rồi, khóc nữa. Thôi, ra. Thử tóc. Ờ, quên hả? Mình nói về chuyện Hồng Thanh đi anh. Rồi. Thì Hồng Thanh với lại Mia, ai sẽ là người chơi trước đây? Thẩm Si. Của anh tôi Si. Ok. Em nghĩ anh chơi trước đi à. Dám cãi, dám cãi, dám cãi không? Đây chơi trước, rồi trận đấu xin được phép bắt đầu. Trời ơi, trời ơi.
em tập tạ. Hãy chọn vị trí. Chị Dạ. Gì vậy con? Em chọn chị Dạ. Làm vị Dạ. Làm vị Dạ. Xin mời câu hỏi. Rau chân vịt là thực phẩm giúp cơ thể tăng chiều cao, đúng hay sai? Trời ơi. Rau chân vịt còn có một tên gọi khác, đó chính là rau bó xôi, cải bó xôi. Đó, và cái món này là một cái món rất là quen thuộc. Lâm Vĩ Dạ hay mua về cho các con ăn. Hồi nhỏ là ăn cháo là hay xay vô chung với cháo. Bởi vì cái rau này nó rất là bổ não. Nó giúp cho trẻ nhỏ phát triển trí não rất là tốt. DHA. Đúng, rất là tốt. DHA là gì chị? DHA nó khác với DHL. DHL là gì? DHL là chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh. Đi nhanh ơi, nhanh quá em không hiểu được. Đấy á chị Henry đi cho nên kết luận là rau chân vịt. Sao anh câu hỏi là gì? Giúp tăng chiều cao đúng hay sai? Cho nên rau chân vịt không giúp tăng chiều cao mà chỉ giúp phát triển trí não mà thôi. Xin cảm ơn. Tin hay không? Mấy bà già rất lây rồi đó. Em tin chị Dạ. Tin là bị Dạ. Chết rồi, vậy là chết rồi. Hồng Thanh tin là bị Dạ là một sự lựa chọn. Không chính xác. Xui ghê. Rau chân vịt hay còn gọi là rau bina. Hèn gì là rau bó xôi, cải bó xôi là hiện sai rồi. Rau chân vịt chứa hai chất dinh dưỡng thiết yếu, canxi và sắt, sẽ giúp phát triển chiều cao. Thì ra như vậy. Chị ơi, gì biến cơm mà não thành rồi. Một dấu ít đã được về Mia. Xin chúc mừng. Hãy chọn vị trí tiếp theo. Chắc em chọn gương mặt hiền lành nhất ở đây ạ. Dương Lâm. Ê, cho em cười gì kỳ em, xin lỗi anh em. Cái nụ cười này có nhiều ý nghĩa quá nha. Cười mà nhúc phung phải khỏe cười mà cười. Lê Dương Bảo Lâm. Em vẫn chọn anh. Không à, thấy nhìn hồn hiếu là hồn hiếu rồi. Lê Dương Bảo Lâm được chọn. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Lê. Theo lời mẹ của danh họa Picasso. Picasso nữa. Sao có nhiều tiếng lại. Cái từ đầu tiên ông biết nói là từ gì? À, khi mà đẻ ông Picasso ra thì mẹ anh ấy có hát như thế này. Tiếng con xa như bao nhiêu con nhồng. Mẹ chỉ có nhiều con thơ thiên. Lấy con gấu kìa, lấy gấu kìa. Con luôn ngoan hiền, rất no say. Thế là cậu bé không khóc. Cậu bé chỉ kêu là Bis là cái gì? Quang hô, quang hô, mai băng nhang hay là bút gì? Trời đất. Cái gì vậy trời? Ôi mẹ nó. Bút gì thì ông kêu là Bis Ông kêu mạnh vậy đúng không? Đó, ông kêu mạnh như vậy. Đẻ được mấy ngày thì kêu. Vừa đẻ ra là không khóc. Là quạo lên. Đẻ là không khóc đúng không? Là hát là đang dỗ dành mà ổng không khóc, không nói gì hết. Mặt trăng, wow. Mắt lông sòng sòng. Kêu là Bruce. Trời ơi, chửi gì trời. Mặt cái miệng bự vậy luôn, mau vậy luôn hả? Đó thì em. Ông nói vậy là kêu là bút chì. Có nghĩa là ổng được là thiên mệnh. Sẽ trở thành họa sĩ. Yeah. Ba của ông cũng là một họa sĩ rất là nổi tiếng. Tên gì? Dương Quay. Em tưởng anh rành. Rồi, bút chì là đáp án. Tin hay không? Bút chì là đáp án chính xác. Anh không kể hút sau là em tin anh rồi. Chắc em không tin. Không tin. Không tin là gì một lần. Em cảm giác là anh Lâm. Trời ơi, anh bị lộn anh Lâm á. Anh làm vậy á, khách mời người ta sợ, tôi không tin anh đúng rồi. Lật luôn á. Lựa chọn của Mie không tin Lê Dương Bảo Lâm là lựa chọn không chính xác. Trời ơi, ta kể quá nhiệt tình. Đó, ta kể nhiệt tình quá rồi. Đáp án chính xác là bút chì như Lê Dương Bảo Lâm đã từng nói. Picasso có lẽ đã được sinh ra để làm họa sĩ. Từ đầu tiên mà ông biết nói là Bees. Một từ viết tắt của là Bees. Trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là bút chì. Trời ơi, hy vọng tin anh. Anh làm biết. Đúng rồi. Và một dấu O đã thuộc về Hồng Thanh. Hồng Thanh hãy chọn vị trí. Chị Harry. Harry Won được chọn. Trong ba con vật dưới đây, con nào nói không với chuyện ngoại tình? Chó sói,
nai sừng tấm, gà lôi. Không ngoại tình nha. Thật ra mà nói là con chó thì mình cũng biết rồi đó. Con chó nó ngoại tình rất nhiều. Đây là chó sói. Thì chó sói cũng là nó thuộc lại dòng chó mà anh. Chị nhấn, chị nói chuyện á, chị nhấn nhẹ nhàng thôi cho nó đáng yêu được không? Rồi tiếp tục. Còn có cái con gì mà con này sừng tấm á. Sừng tấm. Con có sừng thiệt là to. Thì em nghĩ là cái con đó nó có sườn, có sườn. Thì bình thường Việt Nam có câu là gì? Cắm sườn đúng không? Cắm sườn. Cắm sườn. Cắm sườn là chị. Cắm sườn là cắm ở đây. Cắm sườn là cắm đây. Sườn là con nào cũng có. Cắm sừng chị. Sừng chị. Sừng. Đó là sừng. Còn sườn là cơm sườn với chị. Nhưng mà em thấy cái sườn đó sừng nó cũng na ná nhau nên em cũng nghĩ là cái đó cũng là nó sẽ nó cũng dê tùm lum cả la. Rồi. Rồi. Còn con thứ ba là gà gì? Lôi. Gà lôi. Em chưa bao giờ thấy con gà nào mà biết trung thủy cả. Không chọn đáp án nào hết. Thì em phải chọn một đáp án đúng không anh? Không, mình có quyền không chọn chứ. Thì có quyền đó là không có con nào trong danh sách đó hết. Thì em nghĩ là như vậy. Nhưng mà thôi, em rất thích con chó, cho nên em sẽ chọn con chó. Trời ơi, sao cảm tính vậy trời. Chó sói. Chó sói. Hồng Thanh, tin hay không? Con này sừng tấm á. Sừng tấm. Con là bộ sừng thiệt là to. Con đó nó có sườn. Thì bình thường Việt Nam có câu là gì? Cắm sườn đúng không? Cắm sườn. Cắm sườn đó chị. Em cũng nghĩ là cái đó cũng là nó sẽ, nó cũng dê tùm lum tà la. Rồi. Rồi, còn con thứ ba là gà lôi. Gà lôi. Em chưa bao giờ thấy con gà nào mà biết trung thủy cả. Em rất thích con chó, cho nên em sẽ chọn con chó. Em không tin. Không tin thì Harry Won. Chết rồi. Trời. Lựa chọn của Hồng Thanh là không tin Harry Won. Là lựa chọn không chính xác. Hôm nay mọi người chơi sao á? Bên này thường bên kia ha. Một gia đình sói bao gồm sói đực và sói cái cùng các con của chúng. Rất giống một gia đình hạt nhân tiêu chuẩn. Thậm chí những đứa con lớn còn giúp chăm sóc em nhỏ của mình, đỡ đần bố mẹ. Hay quá à. Một dấu ít đã thuộc về Mien. Còn chờ gì nữa, hãy chọn vị trí để kết thúc cuộc chơi. Dạ. Bi Bi Trần. Em chọn anh Bi Bi Trần ạ. À? Bi Bi Trần. Câu hỏi dành cho Bi Bi Trần. Sau con người, loài động vật có vú nào có số lượng phổ biến nhất hành tinh? Hành tinh nha. Thế em nghĩ là chắc là sau con người ha anh? Là không tính con người đó. Chắc là một con giáp nào đó. Đúng không? Cũng là nhiều chứ bộ anh. Một con nữa mà em thấy là làm thức ăn cho con người á. Thì chúng ta có những cái thịt như là thịt gà, thịt heo, thịt bò. Thì ba con vật này ba con phổ biến nhất. À. Và con gà thì không phải rồi. Tại con gà không phải là không có, đó. Không có, dạ nó không có cái đó. Đồ ăn vú gà đâu. Đó, nhưng còn hai con còn lại thôi, heo và bò. Nhưng mà em nghĩ là heo là nhiều nhất. Ừ. Tại vì heo phải có số lượng cực kỳ nhiều thì nó mới đủ cung cấp cho con người những cái lượng thức ăn đó. Cho nên theo em á là sau con người nha thì con heo sẽ là cái con mà được gọi là phổ biến nhiều nhất. Là con heo. Dạ, con heo. Tin hay không? Em có tin không ạ? Tin đi. Đi chơi mà hỏi thăm cái gì trời. Mà đi ăn cái kia. Làm như là hai người này chơi đội, chơi với mình. Dạ. Hai quán tù xì, ai thua thì là chị em chơi với nhau. Đâu với nhau, số 2 của em chơi với nhau. Em hãy bằng trực giác, đừng nghe ai hết trơn. Nhìn thẳng vô mặt Bi Bi Trần. Đang thật hay đang dối? Hay là không biết gì trả lời đại? Em không tin ạ. Không tin. Đó là em nghe trả lời của cậu này. Đi chơi mình nghe lời trai thua rồi. Thôi. Xong rồi. Nói chơi với nãy Hồng Thanh nói là tin. Tin. Nhưng mà cô ấy phản bác lại, cô ấy trời tại sao tôi phải tin. Em nghĩ một đêm qua rồi ảnh nói tin là em không tin. Đi chơi mà không nghe lời trai là thua luôn. Để chơi là không nghe lời trai. Không tin. Và không tin vào đáp án của Bi Bi Trần đưa ra. Đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Đáp án là cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ thuộc loài cá heo, có mặt ở khắp mọi đại dương trên trái đất. Nhờ kích thước to lớn và trí thông minh siêu việt, cá voi sát thủ gần như không có thiên địch. Đó là lý do tại sao chúng trở thành loài động vật có vú có số lượng phổ biến nhất thế giới chỉ sau con người. Là phổ biến đúng không anh? Phổ biến ở là đâu cũng có. Ở đâu cũng có. Là ở đâu cũng thấy hả? Đúng rồi. Rồi, như vậy là Mien trả lời chính xác và hai đứa sẽ chia tay. Sao chia tay? Tại vì phải chia tay để Mien đấu với một cặp khác, còn em
ra về với phần thưởng 5 triệu đồng. Không có, đợi. Ủa sao đợi? 5 triệu rồi, tự đi taxi về chứ đợi chi? Không có, về em còn cũng vô chung cái khác nhiều hơn nữa. Em là cầm 5 triệu đó đi là em về chung còn nhiều hơn nữa. Là ngoài vẫn cặp đúng không? Vẫn cặp ngoài đúng không? Thôi bây giờ em đi. Dễ hiểu rồi đó. Hôm nay lỡ anh sẵn anh tổ chức đám cưới cho hai bạn này luôn anh. Thấy mặc đồ thấy giống đám cưới quá rồi. Anh là giữa đôi giống chủ hôn quá. Rồi như vậy là Mia sẽ tiếp tục vào vòng trong. Còn Hồng Thanh sẽ dừng lại với 5 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta giải lao trong giải lát. Tương ớt chiên su và món ngon bùng vị. Thưa quý vị, cặp đối đầu ngày hôm nay sẽ là Ngọc Thảo và Mia. Ai sẽ là người bước đi một bước trước? One, two, three. 3, 2, 1. Em thua. Thắng được quyền quyết định mình đi trước hay đi sau? Em đi sau ạ. Đi sau, mời đi trước. Hãy chọn vị trí thông minh, vị trí có thể làm chủ tình hình. Anh Quang Trung. Có công ăn chuyện làm rồi. Đây là câu hỏi dành cho Quang Trung. Dạ. Nữ giới và nam giới ai chịu lành tốt hơn? Cái này anh cũng biết huống chi rất đơn giản luôn. Mình coi phim thì mình cũng thường thấy rồi. Đa số nam giới á, toàn là nhường áo cho phụ nữ không à. Đúng rồi. Tại phụ nữ hay bị lạnh hơn. Nhưng... Trời ơi lạnh quá, lạnh quá. Đó là phụ nữ nước ngoài. Còn phụ nữ Việt Nam thì khác nha mọi người. Đặc biệt lên những vùng cao như Đà Lạt hay Sapa á, toàn là những chị em bạn gái mà mặc váy ngắn, mặc jean đi chụp hình ngoài trời lạnh mà không hề ngại ngần không. Đàn ông chụp hình nó đứng vậy nè. Còn đêm ơi lẹ đi, mơ lẹ đi, mơ cũng chưa. Đó đầu da thịt hở vậy mà không thấy lạnh. Có lý quá trời luôn á. Đúng không? Cho nên em nghĩ cái người mà chịu lạnh giỏi hơn á, để có hình đẹp bất chấp mọi thủ đoạn luôn, là phụ nữ. Sai. Nữ giới. Hợp lý. Sai hả? Sai rồi. Sao sai? Em thấy đàn ông là lúc nào cũng cái hơi nóng á. Hơi nóng cái người từ đàn ông rất là nhiều. Nhiệt độ có thể. Em nóng rồi. Em nóng lắm. Vậy là chị có cốt đàn ông. Bình thường là vậy mà. Em á cũng nóng lắm. Ai không tin em nóng dữ lắm. Rồi, Quan Trung cho rằng đó chính là nữ giới. Dạ. Ngọc Thảo. Có tin hay là không? Máu hơn. Mình coi phim thì mình cũng thường thấy rồi. Đa số nam giới á, toàn là nhường áo cho phụ nữ không à. Đúng rồi. Tại phụ nữ hay bị lạnh hơn. Đó là phụ nữ nước ngoài. Còn phụ nữ Việt Nam thì khác nha mọi người. Đặc biệt lên những vùng cao như Đà Lạt hay Sapa á, toàn là những chị em bạn gái mà mặc váy ngắn, mặc jean đi chụp hình ngoài trời lạnh mà không hề ngại ngần không. Khó tin quá à. Không tin. Không tin. Yeah. Bắt đầu em nóng nha. Nóng máu liền em. Nóng máu liền. Nóng máu. Không tin là hãy nóng máu rồi. Em ngược lại là em nghĩ là nam giới. Em nghĩ vậy. Thực ra em chịu lạnh cũng tốt lắm. Em đừng nói về em mà ta nói về số đông mà. Vậy chắc là đàn ông á. Đàn ông. Dạ ta khỏe hơn mà. Trời ơi. Lựa chọn Ngọc Thảo là sự lựa chọn chính xác. Đáp án phải là nam giới. Phụ nữ có lượng mỡ cơ thể nhiều hơn nam giới, nhưng khoa học đã chứng minh được rằng ngưỡng chịu đựng lạnh của nữ giới lại thấp hơn là của nam giới. Này cũng dễ hiểu. À. Vậy mà những chị em vẫn hy sinh chụp hình. Một dấu o thuộc về Ngọc Thảo ở vị trí Quang Trung. Yeah. Bây giờ là Mia. Dạ, em chọn với Vuka. 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 Cái việc làm mà nha. Ăn chicola. Dạ, ăn chicola. Ăn chicola có thể giảm bớt vị cay một cách nhanh chóng. Đúng hay sai? Trời ơi. Dạ, em xin hùng hổ trả lời là sai ạ. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta bị cay thì chúng ta thường biết chúng ta sẽ dùng cách gì ạ? Uống sữa. Uống sữa tươi sẽ hết cay rất là hiệu quả. Và không ai mà ăn sô-cô-la để hết cay cả. Tại vì sao? 14 tháng 2 thường những người không có người yêu rất là cay cú những người có người yêu. Đúng rồi. Cay lắm, rất cay. Tức giận lên và đi mua một hộp sô-cô-la về ngồi. Một mình ăn hết hộp sô-cô-la vẫn không hết cay. Đúng rồi. Không hề hết. Đúng không? Em hết cay chưa? Em chưa hết cay anh. Vẫn còn cay. Đó là cay tinh thần cũng không hết. Mà bây giờ cay bằng thể xác thật
dụ mình ăn một miếng tương ớt đi. Hay quá. Mình cay. Anh ăn đi anh. Cái này á bình thường thôi, nhưng mà khi mình xịt chinsu vô thì nó rất là đậm vị và bùng hương vị lên nha mọi người. Anh Lâm hỏi thăm anh Lâm, sao cái miếng đồ ăn đó qua bao nhiêu tập vẫn còn nguyên vậy anh? Cái miếng đồ ăn này nè, ăn hoài không hết không? Vừa ăn ngon miệng, cay the the đầu lưỡi thôi. Cay the the. Bây giờ mà ăn một miếng tương ớt mà mình ăn vô một miếng sô-cô-la sẽ không hết cay mà nó bị kỳ. Chẳng ai mà ăn tương ớt xong mà cay rồi ăn sô-cô-la, hoặc là ăn cay xong ăn sô-cô-la vô à. Cho nên là em chọn đó là đáp án sai. Sai. Mia, tin hay không? Em nghĩ là em nên tin chị. Tin. Mia đã tin Muka. Đó là sự lựa chọn của Mia. Không ai cản được sự lựa chọn của cô ấy. Dạ yeah. Nhưng cô ấy chọn sai rồi. Không chính xác. Kỳ á. Đáp án phải là chính xác. Đúng. Capsaicin trong ớt dễ bị hòa tan trong chất béo. Lượng chất béo cao trong hầu hết các loại sô-cô-la sẽ giúp đẩy lùi một cách nhanh chóng capsaicin ra khỏi miệng. Vậy là chị xin lỗi, chị quên là trong sô-cô-la cũng có sữa. Chị không biết. Chị không biết. Chị không biết. Chị không biết, xin lỗi. Chứ không phải chị quên. Một dấu o nữa tiếp tục thuộc về Ngọc Thảo. Chúc mừng. Wow. Bây giờ Ngọc Thảo có hai vị trí đó. Nhìn nó rất trớt quớt, nhưng chỉ cần kết nối một vị trí thì hai vị trí đó sẽ thành hai cơ hội chiến thắng. Dạ, anh Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Câu này khó. Khó anh. Ai là người Việt đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ? Trời ơi. Trời ơi. Không ai khác chính là Hồ Quang Hiếu. Đúng rồi nè. Anh đi du lịch nhiều, anh là người đầu tiên đúng không ạ? Không, không, không. Hồi trước cái người đầu tiên kìa. À chứ không phải anh ạ. Dạ xin lỗi anh. Rồi, vô thẳng câu vấn đề nha. Thì cái đó chính là ông tổ nghề thêu Trần Quốc Khái. Ngày xưa ổng là một cái cậu bé rất là nghèo nhưng rất là thông minh. Em nghe cái câu chuyện mà nhà không có đèn cầy và bắt đom đóm bỏ cái trâu trứng gà chưa? Để cho sáng lên mà thấy tia sáng lên mà để học bài. Để học bài đó. Dạ rồi, chính là ổng. Nghiêm túc. Rồi sau này ổng lớn lên bởi vì gia đình quá nghèo. Một ngày nọ ba mẹ ổng bắt ông ra sông bắt cá. Thì không có cái gì để hứng cá hết và ổng mới nhìn xung quanh. Thì ổng mới thấy những cây tre, cây trúc và ổng mới chẻ những cây tre, cây trúc ra. Và ổng làm một cái gọi là như cái thúng bây giờ đó. Để bắt những con cá, những con cua, những con tôm vào đó. Và sau nữa ổng có cái năng khiếu bẩm sinh. Và ổng lấy những cái rễ cây nọ, ổng đan thành cái vỏ, đan thành nói chung là tất cả cái dụng cụ. Thì ổng dạy cho hết tất cả dân làng luôn. Một ngày nọ tiếng lành đồn xa tới cung đình. Đó. Dệt cái rổ. Nhà vua phát hiện và nhà vua bắt đầu giới thiệu cũng như tập tành cho tất cả bà con ở cái vùng đó biết là đan thiêu như thế nào. Sau này ổng phát triển lên và ổng chính là người đầu tiên mà đem cái ngành thiêu qua đất nước Hoa Kỳ để mà giới thiệu văn hóa của người Việt mình. Cảm ơn Lê Dương một lần. Em không tin. Trời ơi. Không tin. Tại lúc nãy em tin anh, em chết. Ngọc Thảo, không tin. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Đáp án là sứ thần Bùi Viện. Theo sử liệu chính thống, vào đầu thập niên 1870, vua đã cử sứ thần Bùi Viện dẫn đầu phái bộ sang Hoa Kỳ cầu viện và đã gặp được tổng thống Hoa Kỳ, khi đó là Ulysses Simpson Grant. Lâu nay, nhà ngoại giao Bùi Viện vẫn được coi là người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Hoa Kỳ. Wow. Hèn chi đường Bùi Viện. Đường Bùi Viện toàn người nước ngoài không? Khu phố Tây quá trời người. Một dấu o nữa đã thuộc về Ngọc Thảo. Trời ơi. Đường rộng thênh thang. Bây giờ Ngọc Thảo có hai ba lối đi, mình phải chặn một em lối chặn. Trước đã. Ủa, em tưởng em được chọn tiếp chứ quên. Hãy chọn vị trí để chặn đường của Ngọc Thảo. Em nghĩ anh chọn anh Huỳnh Lập. Huỳnh Lập được chọn. Mẹ con Lý Thông khi chết hóa kiếp thành con gì? Quá dễ. Quá là dễ luôn. Theo như chúng ta đã biết. Không, không biết. Biết rồi. Ai nói Lý Thông không biết?
Không biết rồi. Tự nói. Này không biết. Tự biết đúng không? Vậy em sẽ kể cho chị biết. Biết đi cho nó đừng kể. Câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông là một câu chuyện nói về cái sự ác nhân ác báo. Cái câu chuyện đó để lại cho ngàn đời sau những cái giá trị bài học nhân văn về tình người cũng như là nhân quả, nhân cách làm người. Làm em giao lưu với máy, đừng giao lưu tụi anh. Tại vì em tính kể cho chị Harry nè. Không cần, em giao lưu với máy đi ạ. Và như tất cả mọi người cũng đã biết, mỗi một câu chuyện cổ tích đều có được một cái giá trị nhân văn nhất định cho những người ở ngàn đời sau, để mà chúng ta có được một bài học rút ra cho cái cuộc sống ngày hôm nay. Cái đó tụi anh biết rồi. Cái đó tụi anh biết rồi. Dạ. Mình hỏi là hóa thành con gì? Hóa thành con gì đúng không? Thì thôi, như chúng ta được biết con gì mà nó dơ. Con nhiều con dơ lắm. Con dơ. Trời ơi. Dê chó cũng dán. Dán hả? Con người mà dơ thì cũng dơ à. Cũng đúng. Con dơ dơ. Nhưng mà những cái con gì mà nó hay bu vô những cái vật gì đó mà nó có cái mùi âm ẩm hôi hôi á. Rồi. Rồi. Không, con rùa nó chỉ bu vô cái chỗ thúi thôi. Con vậy bỏ. Thôi nói đi đố người ta kia, người ta trả lời đố chịu. Mệt quá. Con bỏ. Đó là một loại côn trùng. Bỏ côn trùng hả? Đó. Tức quá, bây giờ trả lời nhanh đi. Đó là một loại côn trùng, một loại gặm nhấm mà ta nói là nó hèn mọn. Côn trùng mà gặm nhấm. Nó hung dữ nữa. Hai mẹ con này rất là hung dữ. Chuột hả? Cho nên là biến thành con bọ hung. Bọ hung. Tại hung dữ, hai mẹ con này hung dữ lắm. Rồi, đáp án là bọ hung. Bọ hung. Tin hay không? 5 4 Em không ạ. Không tin. Rồi xong. Bây giờ nếu như chính xác thì cô ấy sẽ được một dấu ít đầu tiên. Nếu không chính xác thì Ngọc Thảo không nghiễm nhiên có cái dấu O mà mình phải trả lời trực tiếp tại vị trí đó luôn. Dạ. Thì mình mới mang về chiến thắng. Nhưng mà là câu khác đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dĩ nhiên rồi. Dạ. Lấy câu đó gì? Ủa sao nãy kết nối với em Ly thấy ổn lắm mà. Sao giờ kết nối với Mie kỳ. Kỳ. Cũng E không à. Nhưng mà khác. Rồi. Không tin vào Quỳnh Lập là sự lựa chọn của Mie. Và đó là sự lựa chọn. Em có đọc cái chuyện Thạch Sanh Lý Thông bao giờ chưa? Dạ có đọc ạ. Chắc là lại quên đúng không? Dạ. Mình không nhớ. Hay là em có nhớ con gì không? Em nhớ mang máng mà. Máng là con gì? Thạch Sùng. Thạch Sùng là câu chuyện Thạch Sùng. Thạch Sùng là bên cái mẹ kho. Chắc bả lộn Thạch Sanh với Thạch Sùng. Sự lựa chọn của Mia không tin Huỳnh Lập là sự lựa chọn không chính xác. Bỏ hung thiệt hả? Bỏ hung đó. Bỏ hung thiệt không, mà. Nhớ là bỏ hung á. Đáp án là bò hung. Sau khi rõ mọi chuyện, nhà vua truyền lệnh bắt giam mẹ con Lý Thông, nhưng được Thạch Sanh xin tha cho. Trên đường trở về, mẹ con Lý Thông bị sét đánh chết tươi, hóa kiếp thành bò hung. Đó là mẹ con hung dữ cái kết cho những người sống gian dối. Chết rồi, chết tụi mình rồi nha, tụi mình nha. Cẩn thận nha mọi người. Ôi, tụi mình ở đây có tới 9 con bò hung lận. Trời ơi, cẩn thận nha chị em. Bây giờ Ngọc Thảo sẽ có hai cơ hội kết thúc trận đấu, có thể ngay tại Huỳnh Lập hoặc là chọn vị trí của Harry. Mời chọn. Em chọn chị Harry. Harry. Có cơ hội là đổi liền, dấu cộng luôn á. Đang là dấu cộng luôn á. Những củ cà rốt đầu tiên trên thế giới có màu gì? Trời ơi. Ai mà chả biết. Tất nhiên là màu cam rồi. Nghệ sĩ vậy đó, tào lao chứ không biết gì đâu. Tất nhiên là màu cam rồi. Nghe nè, nghe cái người mà Hàn Quốc người ta nói chuyện nè. Màu cà rốt á thì ai cũng nghĩ là nó màu cam. Nhưng mà nếu mà cái câu hỏi như vậy và trả lời đáp án như vậy thì dễ quá ra đây chi, đúng không? Đúng rồi. Ai, cho nên Harry nghĩ là thực ra thì Lâm Bì Dạ, em thích màu gì? Em mà em gãi hủy em thích màu tím. Màu tím? Dạ. Hỏi em. Em thì thích màu gì? Em tinh khôi, em thích màu trắng. À vậy thì Harry sẽ chọn là màu tím và màu trắng luôn. Trời ơi. Ủa đâu phải củ dền đâu mà màu tím chị. Ê, nhiều khi nha, tại vì cà rốt mình cũng gọi là củ cải đỏ, có củ cải trắng, tức là người ta phân biệt bằng những cái màu sắc khác nhau nữa. Biết đâu á. Biết đâu. Có luôn. Chương trình của chúng tôi ai hiểu đáp án. Ai yeah. Tức là em lựa chọn là màu tím và trắng. Dạ, tím và trắng. Ngọc Thảo, tên không? Có màu tím luôn hả? Cái củ đầu tiên á. 5 4 Tên. Tên luôn hả? Đâu, em thích chị Harry. À thích chị Harry, chị nói gì cũng thích hết. Chị Harry trả lời cảm tính đó. Mà màu tím. Không có chứng kiến của bạn. Nhưng mà tại vì không có chứng kiến rồi nãy không tin rồi giờ tin. Cũng tin được. Tin hay không? Màu cà rốt á thì ai cũng nghĩ là nó màu cam. Nhưng mà Harry nghĩ là thực ra thì Lâm Bì Dạ, em thích màu gì? Em mà em gãi hủy em thích màu tím. Màu tím. Dạ. Hỏi em. Em thì thích màu gì? Em tinh khôi, thích màu trắng.
À, vậy thì Harry sẽ chọn là màu tím và màu trắng luôn. Trời ơi, đó. Tên. Tên vẫn tên bất chấp. Em tên vậy. Em cứ tin chị đi và chị cũng đi kiếm cơm thôi em. Lựa chọn của Ngọc Thảo là tin vào sự kiếm cơm của Harry Won. Đó là sự lựa chọn. Chính xác. Theo Bảo tàng Cà rốt Quốc gia ở Anh, những củ cà rốt đầu tiên có màu tím hoặc trắng. Cà rốt màu cam mà chúng ta ăn ngày nay là kết quả của đột biến gen vào cuối thế kỷ 16 tại Hà Lan và duy trì tới ngày nay. Như vậy, chiến thắng đã thuộc về Ngọc Thảo và Mie sẽ dừng lại với giá trị tiền thưởng là 8 triệu đồng. Ngọc Thảo sẽ bước vào vòng đặc biệt cuối cùng. Tương ớt chiên su, vạn món ngon bùng vị. Thưa quý vị thân mến, vòng cuối cùng của chương trình Chọn Ai Đây buổi tối ngày hôm nay chào đón sự xuất hiện đặc biệt của siêu mẫu quốc gia Hot Girl, Hot Girl, ca nhạc sĩ diễn viên điện ảnh YouTuber, doanh nhân, nữ doanh nhân trưởng đạt Ngọc Thảo. Thảo ơi, dạ? Mình là người tồn tại cuối cùng nhờ vào sự may mắn. Ủa? Sao nhờ vào sự may mắn? Nãy giờ đoán đại không mà, đúng không? Dạ vâng. Bây giờ có thể nào hát một bài tặng mọi người ở đây được không? À, em thực sự ngu ngốc à? Không, em đâu có ngu, ngu đâu có vô được tới vòng này. Không, mà em chỉ thuộc bài đó gần nhất thôi à. Em phải sửa lại là em thật sự hên lắm. Em thật sự hên lắm, bao muộn phiền ấy cũng không sao, để làm người yêu khóc. Mình có người yêu chưa? Dạ chưa anh. Ừ, cái gì cũng có lý do nha. Rồi, Thảo hãy chọn một vị trí. Chọn ai đây? Thấy hổ Hiếu bạc chân thành không? Không, nhưng mà mọi người nói là anh Hiếu là người cho mọi người đi về đúng không? Qua tử tiện đưa. Ủa bây giờ dòng này có nào cũng về mà đúng rồi, cỡ nào cũng về mà. Rồi. Em chọn anh Hiếu. Chọn anh Hiếu. Em ơi. Thêm một người dũng cảm nữa. Câu hỏi dành cho Hồ Quân Hiếu. Chà. Dễ anh. Yeah. Với câu hỏi này thì Thảo ơi. Làm sao em biết được? Loài bướm. Trời ơi, con bướm xuân luôn. Hồ Quân Hiếu là rất rành về bướm. Dạ. Tại vì hát bài con bướm xuân. Con bướm xinh. Loài bướm dùng bộ phận nào trên cơ thể để nếm mật hoa? Trời ơi! Anh hỏi mọi người đi anh. Anh hỏi mọi người rồi, đi. Rồi, để anh trả lời. Hồi xưa nhà em ở quê á, tới cái mùa hoa về á, tất cả bướm nó tập trung ở đó. Thì thấy là nó hay bay rồi nó đầu, nó để cái râu của nó ịn lên. Lên cái nhụy hoa. Rồi. À, cái râu nó cong gì nè. Đúng rồi, để nó hút. Ủa nó hút gì? Nó phải có cái máy hút chứ trời. Trời ơi, hút nhụy chứ hút mật chứ hút bụi đâu. Kết luận lại là nó sẽ dùng bằng râu. Râu bướm, Ngọc Thảo, tin hay không? Tin. Wow. Trời ơi. Nó khả thi mà. Khả thi đúng không? Dạ. Đâu có dễ dàng vậy được. Dễ vậy đâu chị. Không, ảnh chị vậy là chết rồi. Chị đi chơi mà chị vậy là chết rồi. Thật ra là nó hút bằng cái cánh của nó đó. Lựa chọn của Ngọc Thảo hiện tại có chính xác hay không? Con bướm này là bướm gì? Con bướm. Vâng, thưa quý vị, con bướm nó có nếm mật hoa bằng cái râu, cái vòi hay không? Dạ thưa quý vị, không ạ, không chính xác. Đáp án là chân. Lý do bướm chủ yếu sử dụng đôi chân làm vị giác là vì chân chúng có chứa các cơ quan tế bào cảm giác nhỏ giúp chúng cảm nhận hương vị hoa ngay khi chúng đậu lên. Hay quá ha. Mỗi ngày một những điều mới mẻ. À, thì Hiếu, có thể mình cho coi xem ở trong phong bì mình có bao nhiêu tiền để mình tiếc nuối được không? Anh Hiếu đúng là hoàng tử tiễn đưa. Mười triệu đồng nằm ở vị trí Quang Trung. Em không tiếc lắm hả? Nhưng mà không sao, mình trả lời sai mình tiếc cái gì. Nhưng mà cũng có 10 triệu mang về rồi. Dạ.
10 triệu con về là số tiền cũng lớn rồi. Ông anh ơi, nhưng mà Thảo phải hãnh diện đi, tại vì Thảo là như là người thứ hai trả lời sai chung kết đó. Hả? Là ai hai à? Thường là người ta đúng hết hả? Đúng hết đó, đa số mọi người đúng hết đó. Nhưng mà vô đây bối rối quá, mọi người làm em phân tâm kinh dị luôn á. Cảm ơn Ngọc Thảo ngày hôm nay xuất hiện. Cảm ơn những nghệ sĩ khách mời. Cảm ơn các anh chị nghệ sĩ trên chung cư nhà mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi là chương trình Chọn Ai Đây, do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nhãn hàng Thương Ớt Chinh Su Vạn Món Ngon Bùn Vị đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn tuần sau. Chưa coi phim này nữa anh ơi. Hả? Em chưa coi phim này. Hiểu. Nhân vật của anh trong phim là yêu thần thơ đó. Sự sáng này vô em tủi thân lắm anh Giang. Tất cả 9 nghệ sĩ ở đây. 8 à, 8. 8 nghệ sĩ. Ai Giang, Giang luôn là chính chị. Đúng rồi. Chính chị. Ủa, vậy là người chính. Lớn, anh Giang không có làm vậy. Nhưng mà còn 8 nghệ sĩ còn lại. Không sao em... chị Thư, đừng khóc. Mọi tụi em ủng hộ chị. Quỳnh lập, quỳnh lập, quỳnh lập, quỳnh lập, quỳnh lập.